Chưa, chờ nha. Để chân đâu? Nhưng mà là chân đâu? Ui đây. Đây à? Hết quần mới lìn. Hết quần rồi. Đi chợ kiểu là chắc 2 giờ mới về đến Điện Biên. Tôi xe này lớn hơn. Ông chạy đi, ông chạy. Ông chạy đeo camera vào. Xe này lớn lắm. Ờ, đeo đầu này. Chờ trả tiền tiếp nhá. Chờ trả tiền tiếp nhá. Đúng chưa? Cam thủ đúng không?